Em xin giới thiệu, đây là cái thớt em mà đi lẻ, model là On Go 185, mặt vàng là phê nhôm. Đây, phê nhôm rất là dày nha. Kích thước của thớt mà đi này như sau: chiều cao là 13 cm, hậu sâu 28.5 cm và chiều ngang là 18.5 cm. Chức năng chính của cái thớt này là hát tốt đĩa mà đi. Thì em đang bỏ đĩa vào đây, đọc cực kỳ tốt. Nó không có chức năng giải mã hay những chức năng nào khác, nó chỉ là cái thớt đọc được đĩa mà đi nha. Nếu nhà các anh đã có bộ vàng mini, bộ vàng trung hoặc là bộ vàng nghe nhạc rời, nhưng mà mình muốn trải nghiệm thêm tính năng MD thì đây là cách tốt nhất, là một giải pháp tuyệt vời để mình kết nối vào bộ vàng nhà mình. Chỉ cần mình cắm dây bông sen, tức là dây hai đầu AV vào bộ vàng nhà mình, thì mình đã có được một cái thớt MD đọc tốt đĩa như vậy. Khi bán cái thớt MD này, em sẽ tặng kèm một đĩa MD chép nhạc theo cầu cho canh. Canh thích ca sĩ, danh sách bài hát hay thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ em sẽ chép đúng yêu cầu cho mình. Tặng một cái để các anh trải nghiệm. Còn từ cái thứ hai trở đi là em bán nha. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, canh nhận hàng tại nhà. Mua hàng bên em thì vui lòng chuyển cho em 500.000. Tại vì cái thớt MD này là 500 nha. Sau khi chuyển cho em 500.000 thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại, em sẽ ship hàng tặng nhà cho mình. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bây giờ em sẽ quay xung quanh và mặt sau cho các anh tham khảo trước khi các anh quyết định mua cái thớt MD này. Phía sau nó có hai ngõ in và out, thì mình chọn ngõ in và ngõ out thì tùy nhu cầu sử dụng. Giả sử mình kết nối với amply để mình dùng cái đầu này làm đầu đọc đĩa mà đi, thì mình gắn vào line out thì đầu in sẽ trên cái amply. Có ngõ optical in nhưng mà kết nối với cái thớt CD thôi, hoặc là với amply chứ nó không có chức năng giải mã nha. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung cái MD này thì liên hệ em, hoặc lấy điện từ ổ mát ra sử dụng cho MD đều được. Đây là phía sau của MD. Mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng cho mình. Giá của thớt này là 500.000 nha. Đọc tốt đĩa MD, tặng một đĩa chép nhạc theo yêu cầu. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc thoải mái. Bên em thì sẽ tặng một cái nè, chép theo ý thích nè. Từ cái thứ hai trở đi là em bán. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099. Còn những cái tùy chỉnh trên đây thì nó dễ lắm. Đây là nút trả bài. Rồi lấy MD ra thì mình stop nè, mình lấy ra. Còn đây là nút play MD. Bây giờ em xin kết thúc nha. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại em vừa nêu 0931 008 099.